Trong tháng 12, Vin cớ kỷ niệm 74 năm ngày nhân quyền quốc tế, tài khoản Facebook người Đà Lạt xưa làm vống lên cái gọi là những hoạt động nhân quyền bằng bài viết nhân quyền là không thể thương lượng nếu chỉ nhìn tiêu đề bài viết người nhẹ dạ chưa biết sẽ gật gù đồng tình nhưng người cảnh giác sẽ đọc ngay ra cái thâm hiểm dối trá của bài viết sau khi dẫn hai ý trong lời nói đầu bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền việc xây dựng một thế giới trong đó con người được tự do ngôn luận và tín ngưỡng không còn phải chịu nỗi sợ hãi và cùng cực được coi là nguyện vọng cao cả nhất của loài người và nhân quyền phải được pháp luật bảo vệ để mỗi người không buộc phải nổi loạn như là biện pháp cuối cùng để chống lại chế độ cường quyền và áp bức, rồi cho rằng nhân quyền là không thể thương lượng, tài khoản này còn. Yêu cầu nhà nước trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho anh Bùi Tuấn Lâm và tất cả các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, ủng hộ Bùi Tuấn Lâm, có lẽ người Đà Lạt sư hí hưởng tưởng được thiên hạ đồng tình, ngưỡng mộ, tôn vinh là người dám đấu tranh cho tự do, dân chủ. Nhưng sự thật, nó lại khiến tài khoản này tháo đuôi cáo bẩn thiểu hay chọc ngoáy. Bùi Tuấn Lâm là kẻ bị cơ quan an ninh điều tra công an Đà Nẵng khởi tố bắt tạm giam ngày 7 tháng 9 năm 2022 để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời điểm đó, các trang Việt Tân, chân trời mới media cùng mấy trang lề trái khác từng đã hậm hực, lưu loa ẩm ý rằng Lâm oan ức là nạn nhân bị cộng sản đàn áp, nhưng bên cho Lâm mà hóa ra làm hại chính y, ví như VOA chẳng hạn, trong khi vu cáo nhà chức trách Việt Nam. Bắt ra một người bán bún bò, người đã dám chế nhạo bộ trưởng bộ công an vì đã mua một miếng bít tết trị giá 2.000 đô la Mỹ trong một chuyến đi nước ngoài và lý sự chế giễu là một hình thức thể hiện hợp pháp không nên bị coi là tội phạm thì VOA lại dạy dột giật tít rằng nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm bị bắt một người bán bún bò thuần túy tất không thể là một nhà hoạt động nếu không có thêm các hành vi khác việc coi Lâm là một nhà hoạt động chứng tỏ hai điều thứ nhất cái danh nhà hoạt động mà VOA dùng lâu nay giải dùng đến bèo bọt khi nó được dùng cho cả gã bán bún bò thứ hai nó tố cáo rằng Lâm có những hoạt động khác ngoài bán bún khiến nhà chức trách phải để ý những hoạt động khác của lâm đó là hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ năm 2018, như cơ quan an ninh điều tra công an đà nẵng đã thông tin khi khởi tố bị can việt tân chân trời mới media voa mồm to như loa phường chu chéo banh bù tuấn lâm lấy được còn chưa ăn ai này tới lượt người đà lạt sương miệng bé như cái phễu đã không biết phận còn cố công phụ họa chắc chắn sẽ chỉ là công cốc